Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Thế Hiền Channel. Và một trong những câu hỏi mà mọi người đã gửi về cho anh trai nhiều nhất đó chính là: mặc như thế nào để trở nên thật sang trọng và lịch lãm vào dịp hẹn hò cuối tuần? Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá top 5 những mẫu áo polo nam đẹp nhất, sang trọng, đẹp và lịch lãm, đủ tiêu chuẩn để các cậu đi hẹn hò vào dịp cuối tuần nha. Và bây giờ chúng ta hãy xem sơ lược qua về 5 mẫu polo này để xem rằng hôm nay chúng tớ mang lại những điều bất ngờ gì cho các cậu nha. Let's go! Và đây là mẫu đầu tiên mà tớ muốn giới thiệu với các cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc áo đã toát lên vẻ đẹp sang trọng và cực kỳ lịch lãm. Sự kết hợp màu sắc giữa cổ áo sọc xanh và trắng cùng thân áo màu đen không chỉ tạo nên sự tương phản nổi bật mà còn thể hiện sự tinh tế trong việc chọn lựa và phối màu. Về chất liệu, áo được làm từ vải cô tông phối poly cao cấp, mang lại cảm giác thoáng mát và thoải mái cho người sử dụng. Dù cho là một ngày hè oi bức hay một buổi tối dạo phố, chiếc áo polo này luôn đảm bảo sự thoải mái tối đa. Và một điểm đặc biệt mà mình muốn nhấn mạnh đó chính là thiết kế phối cổ áo. Sự kết hợp giữa hai màu xanh và trắng không chỉ mang lại sự mới mẻ, năng động mà còn rất dễ dàng phối hợp với các loại trang phục khác nhau như quần jean, kaki hay thậm chí là một chiếc quần short thể thao cá tính. Về cách bảo quản, để giữ gìn chiếc áo luôn mới và đẹp, bạn nên giặt tay hoặc giặt máy ở chế độ nhẹ, tránh sử dụng hóa chất mạnh và không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Và tiếp theo là một em polo với họa tiết cực kỳ nổi bật và trẻ trung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc áo này đã thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp màu sắc độc đáo của mình. Màu đỏ, đen và trắng tạo nên một hiệu ứng nghệ thuật, mang lại một vẻ ngoài vô cùng nổi bật và cá tính cho người sử dụng. Em ấy được làm từ chất liệu poly và cô tông cao cấp, đem lại cảm giác mềm mại và thoáng khí, rất thích hợp cho những ngày hè oi bức. Với thiết kế phối viền tại cánh tay, đây chắc chắn là một điểm nhấn vô cùng mới lạ và bắt mắt. Phần viền màu này không chỉ là một yếu tố trang trí mà còn thể hiện sự sáng tạo và vô cùng táo bạo trong phong cách hàng ngày. Và em nó chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thể hiện sự tự tin và phong cách cá nhân của bản thân mình. Và kế tiếp vẫn là họa tiết ấy, nhưng bây giờ là màu đen. Một gam màu vô cùng dễ phối đồ luôn. Với họa tiết vô cùng nổi bật như thế này thì các cậu có thể phối em nó với một chiếc quần jean đơn giản thì cũng đủ để khiến outfit của mình trở nên thật là bắt mắt rồi. Và để chiếc áo này luôn bền đẹp, các bạn nên giặt bằng nước lạnh và không sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh nha. Hãy phơi áo ở nơi thoáng mát và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời để màu sắc của áo luôn được giữ mới nha. Và chiếc áo này không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang mà còn là một tuyên ngôn về sự tự do và cá tính. Nó phản ánh tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của thương hiệu cũng như mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm độc đáo, ấn tượng và không đụng hàng. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với một em áo polo tiếp theo nha. Thiết kế này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách truyền thống và hiện đại, mang lại vẻ ngoài lịch lãm nhưng không kém phần năng động cho người mặc. Sự phối hợp màu sắc giữa vàng và xám xanh trên cổ áo không chỉ làm nổi bật chiếc polo này trong mọi túi đồ mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc nữa đó. Chất liệu của chiếc áo là điểm mạnh không thể không nhắc tới. Được làm từ cô tông mix poly, nó không chỉ mềm mại, thoáng khí mà còn rất dễ chịu khi mặc trong thời gian dài, dù là trong thời tiết nóng bức và kể cả khi bạn hoạt động mạnh nữa. Không chỉ dừng lại ở chất lượng vải, thiết kế của áo phối sọc vàng và xám xanh là điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Nó tạo nên điểm nhấn thú vị cho chiếc áo mà không làm mất đi vẻ đẹp lịch lãm của nó. Và cuối cùng cũng là em áo bestseller của nhà tớ. Chiếc áo này nổi bật với thiết kế cổ áo được phối sọc nhỏ xám và trắng, tạo nên điểm nhấn độc đáo và vô cùng thu hút. Thân áo màu đen không chỉ dễ dàng phối đồ mà còn tôn lên vẻ đẹp sang trọng, lịch sự cho người mặc. Về chất liệu, chiếc áo được làm từ vải cô tông và poly cao cấp, mang lại cảm giác thoáng mát, thoải mái cho người mặc, đồng thời cũng rất dễ dàng trong việc bảo quản và giặt giũ.
và chất liệu này cũng sẽ giúp cho màu sắc của áo được bền màu theo thời gian. Điểm đặc biệt của chiếc áo không chỉ nằm ở thiết kế phối sọc ở cổ áo, mà còn ở việc sử dụng gam màu đen là màu chủ đạo. Sự kết hợp này không chỉ mang lại vẻ đẹp cổ điển, mà còn rất hiện đại, phù hợp với mọi dịp, cũng như là từ phong cách casual đến semi-formal. Và một lần nữa cảm ơn các cậu đã xem hết video của chúng tớ. Và đừng quên cho chúng tớ một like cũng như là một share để ủng hộ những chia sẻ cũng như là những video của chúng tớ nha. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm các video hay và hữu ích ở lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.